Kính thưa quý vị và các bạn, chung cư là danh từ chỉ những lốc nhà cao tầng gồm rất nhiều căn hộ, nơi đó đáp ứng khá đầy đủ về nhu cầu ăn ở, làm việc, chữa bệnh, học hành là xu thế của xã hội phát triển. Bên cạnh đó thì khu dân cư cũng là nơi cư ngụ của một cộng đồng ở đô đồ thị có các mối quan hệ láng giềng và những quy ước mà mọi người cần tôn trọng, chấp hành. Tuy nhiên cuộc sống và sinh hoạt cộng cư đôi khi cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập phản ánh vấn đề này chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện truyền thanh văn hóa chung cư của tác giả lê ngọc diễm qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên duy hằng dài chị thủy kim liên dài bà hòa hữu phúc dài anh tuấn tường duy dài hải quốc sĩ đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn buổi chiều chị thủy và bà hòa đi thể dục về thì gặp anh hải nhân viên công ty vệ sinh công trình đô thị mấy ngày nay anh muốn gặp chủ nhà để góp ý này gặp được anh liền bắt chuyện chào chị chào cô chị đi thể dục mới về à hôm nay em định gặp chị mà thấy nhà chị đóng cửa nên thôi có việc gì mà chú muốn gặp chủ nhà giờ sẵn đây chú nói luôn đi mấy ngày liên tiếp chỗ để rác trước nhà chị bung ra tung tóe mùi hôi thối bay ra xung quanh em và anh chị cô bác bỏ rác gọn vào bao ni lông hay đồ đựng có nắp đậy để vừa không bị hôi mà tụi em thu gom cũng dễ dàng nữa Sao? nhiệm vụ của mấy chú là thu dọn cho sạch sẽ các thứ rác nó đổ ra thì hốt lại có tốn sức nhiêu đâu mà cũng lười nữa chú làm có lương đàng hoàng chứ đâu phải làm không công mà ý kiến này nọ dạ em chỉ góp ý để giữ vệ sinh chung thôi còn nhiệm vụ tụi em thì tụi em phải làm chứ có kêu ca đòi hỏi gì đâu chị Mấy chú làm trước đây á Người ta đâu có ý kiến gì còi như chú Thậm chí họ còn làm nhiều hơn chú nữa kìa Nếu rác nhiều mà các anh chị gom lại gọn gàng Thì dễ cho tụi em Chứ tụi em đâu có dám than rác nhiều hay ít Nhưng để nó dung giải ra như vậy Thì cũng bất tiện cho những nhà liền kề nữa đó chị Sao chú nhiều chuyện quá đi Tôi có nghe ai nói gì đâu Nhà ai cũng có rác mà Giả lại á, rác nó bung ra là do mấy con chó nó lôi. Chứ bộ tôi quăng tùm lum như vậy hay sao? Thì em chỉ góp ý như vậy. Nếu thấy phiền á, thì cho em xin lỗi. Thôi em chào chị. Cô Thủy, nãy giờ hai người nói qua nói lại. Chị im lặng lắng nghe. Giờ chị nói nè. Chị coi đó, làm công nhân vệ sinh. Thấy rác thì hốt đi. Bà đặt góp ý phê bình mình nữa chứ. Chú ấy nói phải đó cô Thủy. Mấy ngày nay chị thấy phía trước nhà em bừa bộn dữ lắm. Phải chi rác em bỏ vô bọc cột kính lại thì đâu có giải ra như vậy ủa thì em cũng gom để đúng chỗ đàng hoàng mà tại mấy con chó nó lôi ra đó nhưng mà nếu em cột kính lại rùa nhặn không bu không phát ra mùi hôi thì mấy con chó nó cũng không có bới ra mấy hôm có thức ăn thừa hay là rùa cá sống á thì nó hôi cả giải chứ không phải hai căn kế cận đâu em lâu lâu mới có một lần vậy mà cậu ấy cũng cần nhằn em cứ để rác tùm lum hoài Thôi thì từ nay à, em để ý một chút đi Cũng dễ thôi mà Hai người đi vô nhà Câu chuyện coi như kết thúc tại đây Nhưng sáng hôm sau Thì lại phát sinh chuyện khác Nên anh hãy đến gặp anh Tuấn Tổ trưởng dân phố Em chào anh Em hỏi thăm anh chị khu này Mới biết gia đình anh tổ trưởng dân phố ở đây Em có chút chuyện cần gặp anh Chào em, có gì em cứ nói Nếu giúp được anh sẵn sàng Dạ hôm qua con em đi học có ghé nhà đứa bạn ở khu này thì chẳng may bị chó cắn em chở cháu đi chích ngừa liền nay em tới đây nhờ anh coi con chó là của nhà ai nó có bệnh hay là bình thường vậy à rồi cháu có biểu hiện gì không em nhưng em nói vậy anh biết con chó nào mà tìm đây trong lúc cháu kêu cứu thì có người ra kéo con chó đi có người khác chụp được hình này anh đâu đưa anh coi con chó cục đuôi có ba cái chân trắng một chân màu đen à đúng rồi Chó của ông Mười ở giải này nè em Em chỉ sợ chó dại Nên tìm hiểu cho rõ để yên tâm Chuyện chẳng may chứ chủ nhà cũng đâu có muốn Em cũng không có ý bồi thường gì đâu anh Lâu nay con chó này cũng hay rượt người lạ Anh có góp ý nhiều lần Ông Mười có rõ mõm Nhưng không có liên tục Việc này nguy hiểm quá Thôi để tới ngày hợp tổ dân phố Anh nêu vấn đề này Và đề nghị bà con phải khắc phục Việc nuôi thú cưng mà bất cẩn Em đi thu gom rác ở khu dân cư này em thấy nhiều nhà để rác phía trước bị chó lôi dương giải làm mất vệ sinh và làm xấu cảnh quan nữa anh nhiều lần anh góp ý nhưng vẫn còn một số anh chị chưa coi trọng việc giữ vệ sinh chung em biết đó nhà liền kề nhau nếu không ý thức á thì sẽ ảnh hưởng tới những nhà chung quanh ngay cơ quan em giáo dục nhắc nhở thường xuyên công dân thu gom rác không làm rơi rác và nước thải trên đường dọn rác đúng giờ và không gây tiếng động lớn trước nhà mọi người chà hay quá đó là hành vi văn minh của người làm đẹp phố phường như các em đó. Tiếc là cư dân sống trong thành phố, còn một số người thờ ơ với trách nhiệm của mình. Phó mặc cho anh chị em công nhân vệ sinh đó em. Tụi em đâu đầy hà khó nhọc, chỉ muốn môi trường sống của mọi người ngày càng sạch hơn thôi. Vì vậy đôi khi em có góp ý mà bị phản ứng quá anh ơi. Vậy à, họ thiếu ý thức trong việc giữ vệ sinh môi trường, mà cũng thiếu luôn ý thức lắng nghe người khác nữa. Bởi vậy, thỉnh thoảng trong khu dân cư á, cãi giả nhau về vụ xả rác bừa bãi gây tiếng ồn lúc người ta nghỉ ngơi hay là nuôi thú cưng làm phiền hàng xóm em cứ tưởng dễ nhà trọ của công dân tụi em mới xảy ra tình trạng như anh vừa nói đâu ngờ khu dân cư khá đẳng cấp như thế này mà cũng có những chuyện phiền phức đó nữa hay sao anh cả chung cư cao cấp cũng vậy nếu mà không nêu cao ý thức cộng đồng á thì sẽ có bất bình mâu thuẫn xảy ra thôi em thật tiếc thế anh của em á, à, em và anh hỏi kỹ dùm chủ nuôi chó Để em bớt lo Giờ em xin phép à, Được rồi, cho anh số điện thoại đi Anh sẽ cho em hay sao Dạ, đây anh Trong buổi họp tổ dân phố định kỳ hôm nay Có thêm vấn đề mà nhiều người bức xúc Đó là chuyện hát karaoke Bất chấp giờ giấc Chó không rọ mõm chạy rong Và rác thải đổ tràn lan Anh Tuấn lên tiếng trước Thưa với tất cả bà con, Kỳ hợp trước chúng ta cũng góp ý cùng nhau nhiều việc, đa phần đã làm tốt rồi. Nay lại phát sinh vài vấn đề mà bà con vừa nêu. Theo bà con thì nên khắc phục trước mắt là vấn đề nào? À, tôi xin có ý kiến. Nãy giờ ai cũng bất xúc chuyện rác thải. Mặc dù công dân vệ sinh làm rất tốt, nhưng ý thức của một số hộ còn kém. Cụ thể như không cột bịch kính để rùi bu, gây mùi hôi thối, nhất là đầu cá, vỏ tôm, rất là khó chịu. Cũng tại mấy nhà nuôi chó Để nó chạy lung tung Nó đánh hơi thấy mùi hôi là lôi ra thôi Cho nên mới có tình trạng như chị Hòa vừa nói Nhưng tốt nhất là mình nên buộc kính Để vô thùng hay là giỏ Chờ anh em đến thu gom Sẽ rất gọn gàng sạch sẽ Cũng từ chuyện nhỏ này Mà nhiều hộ kế cận lại mất lòng nhau đó Chuyện chị Thủy và cô Hòa vừa nói Hiện nay khu dân cư mình khá phổ biến Từ nay Mình cố gắng hạn chế bằng cách làm gọn gàng như vậy trước nhà mình sạch mà hàng xóm cũng không bất bình nữa. Tôi đề nghị mấy nhà nuôi chó không có được thả rong. Đâu chỉ có việc lôi rác mà chúng còn phóng quế. Nhất là công viên giữa khu dân cư. Mỗi ngày đi tập thể dục, chúng tôi đều thấy chó đến đó gây ô nhiễm. Thậm chí có chủ nhà đang dắt chúng luôn á. Đâu chỉ mất vệ sinh, mất mỹ quan mà nó còn gây ra bệnh tật cho con người nữa. Chắc ai cũng thấy sự nguy hiểm từ chất thải của chó mèo rồi. Nhưng vẫn còn người vô tư cho chó đi vệ sinh như cô Thủy vừa nói đây. Thật sự là nguy hiểm. Thậm chí nó còn cắn người. Như trường hợp con của chú Hải, công nhân vệ sinh làm nhiệm vụ ở khu dân cư mình đây. Ủa, có chuyện đó nữa hả chú Tuấn? Rồi cháu đó có sao không vậy? Tôi cũng đã tìm giúp con chó đó qua hình ảnh mà người ta chụp lại. Đó là chó nhà ông Mười. Bởi có những đặc điểm nên tôi mới tìm được. Tụi nhỏ giỡn với nhau, con chó bình chủ nên nhào vô cắn thằng nhỏ. Mai là ông Mười có chích ngừa cho chó rồi Nếu không thì lo lắm đó Trời ơi Rồi chủ nó có lo thuốc men gì cho người ta không chú Tuấn Anh Mười đã gặp em Hải để xin lỗi Và gửi tiền thuốc Nhưng mà em Hải không có nhận Chỉ nhắc nhở ảnh nên rõ mõm chó Để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra nữa thôi Thiệt tôi cũng sợ mấy con chó cao to trong khu này Nhìn nó đã phát ớn rồi Vậy mà hả có bữa đi tập thể dục Thấy nó thông vong dạo công viên Trời ơi sợ phát khiếp ngoài mấy vấn đề các chị vừa nêu bà con mình còn ý kiến gì thì cứ trình bày việc nào thuộc phạm vi của tổ dân phố thì tôi sẽ làm phần nào thuộc cấp trên thì tôi báo cáo lại cấp trên trong khi chờ bà con phát biểu tiếp tôi nói thêm việc này gần đây có mấy hộ mới đến ở chắc chưa nắm được những quy định ở đây nên thường tổ chức hát karaoke đến khuya bữa trưa cũng hát mà mở lớn lắm người cao tuổi như tôi đây không nghỉ ngơi gì được điều này chú tuấn nên làm việc với họ nha đúng rồi tôi cũng thấy quải với mấy gia đình này á hát thì chẳng hay ho chủ yếu là la cho nó lớn rồi cười nói rốn ráng tự nhiên như ở chỗ không có người vậy á mệt mỏi lắm chú tuấn ơi trước đây á khu này cũng có vài anh chị hát hò kiểu đó nhưng khi được góp ý thì họ khắc phục ngay giờ phát sinh những hộ mới đến tôi sẽ gặp gỡ và nói chuyện để không còn làm phiền bà con mình nữa Chú Tuấn nói làm tôi nhớ mấy năm sau giải phóng á, ở dưới quê nhà nào cũng sắm máy cái xét, họ mở suốt ngày, nhà nào cũng thi nhau mở thật lớn, thì còn gì là thưởng thức, rốt cuộc chỉ có um sùm mà thôi. Bây giờ họ tự hát, hát bất chấp luôn. Tôi đề nghị anh Tuấn nên phổ biến những quy định của khu dân cư đến từng hộ mới này, đồng thời cũng bổ sung thêm mấy đề nghị của chúng tôi từ buổi họp hôm nay. Để nơi này thật sự là khu dân cư văn hóa đó chú À, cô Thủy nhắc tới văn hóa Tôi cũng xin phép nói điều này Có một vài người khi tiếp xúc với anh em thu gom rác Có thái độ coi thường người ta lắm Thể hiện qua lời nói hoặc hành động Ví dụ như anh em họ đứng chờ trước cửa Thì chủ nhà không mang bịch rác ra tận nơi Mà đứng từ xa rồi ném ra Làm như vậy thật là khó coi Nếu không muốn nói là kém văn hóa Tôi có nghe em Hải phản ảnh là em ấy có mấy lần góp ý về chuyện để rác dương giải hoặc chất cây cối chắn lối đi chẳng những chủ nhà không sửa mà còn nặng lời nữa cô bác sống trong khu dân cư này hầu hết là người hiểu biết nhưng sao lại có cách ứng xử chưa đẹp như vậy chắc em ấy nói tôi đó anh tuấn bữa đó tôi có sẵn giọng một chút chị hòa đã góp ý hôm sau tôi đã xin lỗi em hải rồi <laughs> vậy thì tốt quá từ nay mong cô bác anh chị em mình nên tuân thủ những quy định chung. Ngoài ra cần chú ý đến cách ứng xử cùng nhau để tránh gia chạm phiền phức. Mình ráng giữ cái nghĩa cái tình với nhau nghe bà con. Điều đó ai cũng mong ước, nhưng cũng chính mình mới là người thực hiện. Văn hóa chung cư nơi đô thị cũng giống như tình làng nghĩa xóm ở dưới quê mà ông bà mình gìn giữ bao đời nay đó bà con. Đúng vậy, mỗi ngày mình đều gặp nhau vì chung đường, chung ngõ, chào nhau bằng nụ cười, ánh mắt thân thiện là chất keo gắn kết nghĩa tình đó anh chị em mình. Mình biết tôn trọng người khác cũng chính là cách để người khác tôn trọng lại mình, phải không chú Tuấn? <laughs> dạ đúng rồi. Cuộc họp hôm nay á, vừa vui, vừa ý nghĩa khi cô bác đã đồng tình thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét văn hóa nơi mình đang sống. Xin cảm ơn tất cả bà con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh văn hóa chung cư của tác giả Lê Ngọc Diễm mời quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt